Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ nói về một số điều cơ bản dành cho những bạn nào vừa mới lên GTA Online dành cho PC ngày hôm nay. Thì nếu như bạn nào đã biết rồi, các bạn hãy bỏ qua cái video clip này và có thể coi một số video clip khác của mình. Và mới đầu vô thì mình sẽ nói về một số vấn đề, đó chính là việc làm trong GTA 5. Thì như các bạn thấy đây, các bạn chỉ cần vào online và phần job thì các bạn sẽ thấy một số khá là nhiều lựa chọn là quick job, play job gì đó. Thì chủ yếu của những việc này là các bạn có thể tìm cho mình cái công việc nhất định để có thể chơi và có thể lên một cấp. Thì đòi hỏi là cấp trong GTA Online cũng không nhất thiết là quan trọng cho lắm, nhưng nó có thể giúp cho bạn unlock được một số thứ kiểu như đồ độ xe, súng cộ này nọ. Thì để có thể lên cấp nhanh nhất thì các bạn có thể chơi jobs. Ngoài ra thì lên cấp hiện giờ theo mình thấy lên cấp nhanh nhất á, là tức là các bạn có thể chơi heist. Nhưng mà tuy nhiên heist khá là khó dành cho những bạn nào vừa mới chơi và level khá là thấp. Vì theo mình thấy thì như các bạn đã thấy là những cái clip mà mình đăng trên play và trên YouTube của mình, thì những cái heist đó thì các bạn đòi hỏi các bạn phải có một cái level cao nhất định. Tại vì với đối với những cái level thấp thì máu của bạn sẽ khá là thấp. Các bạn, máu của bạn chưa có full đâu, còn khoảng 20/100 thôi, 20%. Thì đối với những level cao hơn thì nó tùy theo mấy cái độ mà bạn chơi, nó sẽ tăng dần đến khoảng level bao nhiêu đó các bạn sẽ đạt max full lượng máu, thì các bạn có thể chắc chắn là mình sẽ chơi ổn hơn mà không chết mạng nào. Còn nếu mà các bạn nào level thấp mà các bạn chơi thì cũng có thể chơi, nhưng mà các bạn sẽ phải cảnh giác hơn một tí, tại vì nó rất là khó, tại vì các bạn có thể dễ bị cảnh sát bắn một phát ngay đầu, chết liền tại chỗ, không thể nói nhiều được. Cho nên các bạn tránh hơn. Tại vì ngoài ra thì đối với những level thấp thì súng đạn, súng cối cũng khá là ít và không có lựa chọn nhiều, từ khoảng đến một số thứ như là súng ngắm này nọ vân vân, súng tiểu liên này nọ, thì các bạn phải level 20, 30, 40 gì đó thì các bạn mới unlock hết được. Chưa kể là lượng đạn khá là thấp. Thì một số thứ các bạn có thể tìm thấy trong tiệm súng các bạn có thể mua hiện tại là vài cái súng càng, súng trường gì đó các bạn cũng thấy. Và khoảng tới level 20 thì các bạn có thể tìm được một cái súng ngắm. Và cuối cùng là cao nhất là, nhưng mà theo mình nhớ là một cái súng đại liên là 6 nòng gì đó theo các bạn hay nói. Thì cái đó cũng khoảng level 100+. Thì cái này cũng khá là dễ chịu thôi. Các bạn chỉ cần cày càng nhiều càng tốt, thì các bạn có thể có nhất là có tiền để mua súng. Rồi chưa kể là level cao hơn thì cũng phải unlock được nhiều thứ hơn. Ngoài ra thì theo mình thấy thì các bạn nào vừa mới lên PC mà có reorder thì khá là dễ chịu. Thì Rockstar kỳ này cho hẳn 1 triệu luôn, không phải dạng vừa đâu. 1 triệu là khá là nhiều so với thời điểm hồi trước. Tại vì hồi trước chưa có heist thì cái vấn đề tìm được 1 triệu cả một vấn đề luôn. Tại vì theo mình nhớ cái nhiệm vụ khó nhất là cũng phải level 75 Rooftop Rumble. Thì các bạn nào đã chơi qua thì các bạn cũng biết cái nhiệm vụ đó khó cỡ nào. Thì nó cũng không phải dạng vừa đâu. Thì cái tiền maximum mà chỉnh chế độ khó của nó, thì chỉnh chế độ khó thì bạn có thể kiếm được 18.000 cho một gián. Một gián cũng phải có 15-20 phút. Tuy nhiên thì đối với heist thì mọi chuyện rất là dễ. Với một cái setup á, các bạn làm có thể có 5-10 phút là xong. Nhưng mà cái tiền mà nhận được cũng lúc nào cũng có khoảng 20.000 trở lên. Khá là dễ, với thậm chí là cái level thấp cũng có thể làm. Thì đối với những việc đi heist á, thì level thấp các bạn có thể tham gia vào, dựa vào những người nào có heist rồi, các bạn nó những đứa đó có thể mời bạn vào để các bạn có thể tham gia và kiếm tiền chung. Thì các bạn chỉ cần làm theo một nhóm 4 người, làm theo những gì nó yêu cầu và các bạn có thể kiếm tiền rất là dễ. Một site có khoảng 4-5 cái setup rồi, một cái hai chính thức thì các bạn có thể kiếm được mấy trăm ngàn từ một cái hai setup cuối cùng, một cái hai finally cuối cùng. Khá là dễ. Thì 1 triệu đối với mình khá là nhiều rồi đó, tại vì hồi đó không có tìm được nhiều cái vậy đâu. Thì có lẽ các bạn nào mới vô chơi các bạn sẽ dễ dàng phân vân là 1 triệu thì mình nên làm gì đầu tiên và nên đầu tư vào cái gì là tốt nhất. Thì nếu các bạn nào xác định là các bạn muốn chơi heist, là tức là cướp ngân hàng này nọ, thì các bạn nên để dành tiền mua một số thứ như là nhà cửa. Tại vì nó đã yêu cầu các bạn cần phải có một cái nhà cái nhà high end, tức là nhà cao cấp. Như các bạn đang thấy là cái nhà của mình đây là có thể chứa một cái gara, một cái nhà và có khá là nhiều view. Thì như các bạn có thể thấy là ngoài không những cần phải có một cái nhà để làm leader, thì các bạn cần phải có level cao hơn level 12 thì các bạn mới có thể làm heist. Thì theo mình nghĩ là các bạn chỉ cần chơi tutorial của ngay phần ban đầu xong rồi các bạn cũng có thể vượt qua level 12 rồi, khá là dễ, không có cái gì là khó hết. Tuy nhiên vấn đề là các bạn nên đầu tư vào cái gì là tốt nhất. Thì theo mình thấy
với 1 triệu tiền mặt đó thì các bạn có thể mua một căn nhà khoảng 200-300 gì đó, không nhất thiết phải là quá mắc 500.000-400.000 gì trên cái chỗ bán nhà. Tại vì nhiều lúc mình cũng đã từng mua một cái nhà 500.000 rồi, thì tùy thuộc mình khá là thích cái vụ view của cái nhà, là xem liệu view nó có đẹp hay không thì mình mới mua. Thì tuy nhiên thì mình cũng mua cái nhà đó rồi, giá thì rất là cao nhưng view rất là xấu. Thì nếu các bạn nào muốn coi đó, mình sẽ cho các bạn coi những cái nhà mà mình đang ở hiện tại. Thì một cái nhà 400 mấy, một cái nhà 400 mấy này mình cũng không nhớ nữa. Thì nhưng hai cái nhà này cái view rất là ổn. Thì trước khi các bạn chọn á thì các bạn nên tìm hiểu trên YouTube nhé, cái nhà đó view như thế nào, rồi các bạn hãy nên mua nó. Rồi nếu các bạn đã hài lòng với cái view thì bạn có thể mua cái nhà high end đó và chuẩn bị setup cho high. Thì lúc đó sau các bạn lên level 12, thằng Lester nó sẽ gọi điện cho bạn và nó thông báo là các bạn sẽ có một cái high mới, và các bạn nếu các bạn muốn làm thì các bạn chỉ cần vào cái nhà của mình để kích hoạt thôi, khá là dễ. Thì high thì mấy khi nhiệm vụ đầu thì high nó cũng không khó, quá là khó, nhưng với 1 triệu tiền mặt thì các bạn cứ cho là các bạn bỏ 300.000 ra để mua nhà đi, 300-400.000 thì các bạn còn dư khá là nhiều tiền. Thì mình nghĩ là các bạn nên mua một chiếc xe kiểu như Kuruma. Thì mình thấy là hiện tại thì cái chiếc này khá là ổn và nó rất là thích hợp với những người level thấp như các bạn. Thì mình cũng theo ý kiến cá nhân của mình thì siêu xe cũng được, nhưng chiếc Kuruma nó tiện lợi chỗ là các bạn cũng có thể làm một trong một số công việc như high, vì nó chống đạn, không những chống đạn mà nó rất là châu bò các bạn ơi. Kiểu như là các bạn có thể bắn từ bên trong ra ngoài, nhưng bên ngoài không thể bắn người bên trong từ ngay chỗ các bạn được. Ngoài ra nếu bạn nào cày được một khoảng thời gian lâu, các bạn có thể mua được chiếc Insurgent. Ngược lại với cái Kuruma thì Insurgent có khả năng chống được carbon nữa. Như các bạn thấy mình đang test cho các bạn xem là nó chống được carbon có 3-4 trái gì đó. Thì sau khi 3-4 trái xong nó sẽ nổ, tại vì đó là một cái nó chịu được một khoảng nhất định thôi chứ nó không thể chịu hết được. Chưa kể là nếu mà xét về chống đạn thì Insurgent nó không chống đạn bằng Kuruma, và cũng như là Kuruma cũng không thể chống bom bằng Insurgent được. Thì đó, còn nếu mà các bạn nào quyết định là mua một chiếc siêu xe thì các bạn có thể xác định là mình sẽ khá là tốn nhiều tiền đó. Tại vì tiền mua xe không là bảy hết, nếu mà mình thấy chiếc đẹp nhất là chiếc Gentono thì cũng phải hết 700 mấy. Sau khi đó các bạn mua xong các bạn độ thì cũng phải cả triệu bạc. Và còn nếu các bạn nào thích mua siêu xe và làm cho nó đẹp hơn và để lái kiểu như đi tới đi lui, nhưng mà các bạn vẫn không biết chọn xe nào là thích hợp nhất, phù hợp với nhất đối với các bạn, thì mình nghĩ là các bạn nên mua chiếc NTT nếu như các bạn là một người đam mê tốc độ. Tại vì chiếc NTT chạy rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong tựa game GTA 5. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn một chiếc xe đẹp không cần nhanh lắm thì các bạn có thể chọn Gentono. Tuy nhiên so với cái giá thì NTT có thể nói là giá rẻ hơn nhưng chạy nhanh hơn, còn Gentono có thể nói là mắc hơn nhưng được cách đẹp hơn nhiều. Như các bạn đang thấy là mình có khá là nhiều chiếc Gentono và mình khá là thích nó. Còn NTT thì mình cũng có một chiếc, một hai chiếc gì đó. Ngoài ra thì chiếc Adder thì nó lại giống một chiếc Bugatti ngoài đời đó, nhưng giá là mất nhất, nhưng nó không chạy nhanh bằng những chiếc này, và nhất là NTT nó sẽ không chạy là nhanh bằng NTT đâu. Vì vậy nếu các bạn nào muốn mua một chiếc siêu xe chạy nhanh đẹp thì NTT có thể là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngoài ra thì mình có một số tip nhỏ như là nếu như các bạn nào đang đi trên đường và bị cảnh sát dí thì các bạn có thể chạy thẳng vào nhà hoặc là chạy tới Los Santos Custom. Một khi các bạn đã vào được bên trong, các bạn chỉ cần bấm nút out ra thì tự động nó sẽ mất hết sao. Ngoài ra thì các bạn có thể gọi điện cho cả Lester, đây là cái nhân vật chuyên đưa các nhiệm vụ heist này nọ cho các bạn. Thì đây là một cái nhân vật trong offline, nếu như mình không nhầm thì lên online đóng một vai trò rất là quan trọng. Thì sau đó các bạn có thể yêu cầu xóa sao này nọ khá là dễ. Ngoài ra thì một số vấn đề khác như là vấn đề các bạn mua xe, mình sẽ nói về vấn đề này ngay bây giờ. Tức là mỗi cái xe các bạn mua, các bạn sẽ có gọi là bản quyền về cái xe đó toàn bộ 100%. Tức là khi mà các bạn lái chiếc này, các bạn sẽ yên tâm là các bạn sẽ không bị ai lấy xe của mình. Nếu như bạn set cái phần vehicle access trong cái bảng interaction menu là chỉ có mình bạn hoặc là chỉ có ai đó được phép truy cập vào chiếc xe của bạn mà thôi. Ví dụ như ai đó cố truy cập vào chiếc xe của bạn thì họ sẽ bị một cái message bảo là xe này không thuộc quyền sở hữu của họ và họ không thể ăn cắp ăn trộm gì được. Cái này không phải là offline các bạn à. Tại vì offline thì các bạn có thể thấy là các bạn chỉ cần đi trên đường lượm một cái xe đó bỏ vào gara thì nó trở thành xe của bạn.
Nhưng thực chất thì đối với online thì cái này không thể, nhất là đối với xe của người lạ thì các bạn còn không thể bước vào xe cũng như là không thể cất nó vào gara của mình. Ngoài ra thì nếu các bạn lượm một chiếc xe trên đường và các bạn muốn cất nó vào gara thì các bạn cũng nên chú ý rằng các bạn không thể cất một chiếc xe nào đó quá mắc, hoặc là nó thuộc lại kiểu như là siêu xe hoặc là sport car này nọ, các bạn không thể bỏ nó vào gara mà được. Thì nó chỉ cho phép các bạn bỏ một xe nào có thể dễ dàng kiếm được với lại nó cũng không quá là mắc. Còn đối với những cái siêu xe như thế này thì các bạn có lượm trên đường các bạn cũng không thể cất vào gara được đâu. Tại vì nó kiểu như nó có bản quyền cộng thêm. Nếu thậm chí là nếu nó là một cái xe nằm trên đường không, nhưng mà giá nó rất là cao, có thể bán lại giá cao, thì các bạn cũng không thể có thể là nói là cất vào gara của mình được, tại vì game nó trước giờ vậy. Thì nếu các bạn nào là mua thì các bạn sẽ có toàn quyền sử dụng nó, cũng như là các bạn nên mua bảo hiểm cho cái xe nếu các bạn lượm. Còn thực chất các bạn xe nào bạn đã mua trên website xuống thì nó sẽ có tự động có bảo hiểm thôi. Nếu như ai đó phá vỡ xe của bạn thì họ sẽ phải trả tiền đền cho cái xe của bạn. Còn nếu như các bạn tự chính tay mình phá vỡ cái chiếc xe của mình thì cái tiền cho các bạn phải tự trả cho chính bản thân mình. Thì để có thể thu hồi được những cái xe nào đã bị phá hủy như là xuống nước hoặc là bị người ta bắn nổ, các bạn chỉ cần gọi cho Moisture bằng cách là bấm cái nút điện thoại, bấm nút lên, các bạn sẽ nó hiện ra một cái điện thoại, các bạn chọn gọi điện cho Moisture là các bạn yêu cầu thu hồi bảo hiểm cái xe lại là xong. Nó sẽ tự động spawn hay gara hoặc chỗ nào đó các bạn tùy ý thích. Một cái tip nhỏ khác đó chính là vấn đề đó chính là snack và áo giáp. Nếu các bạn nào thích chơi heist hoặc là thích đi bắn lộn gây sự thì các bạn nên đem những thứ này. Tại vì snack có thể là giúp cho bạn hồi thanh máu ngay lập tức. Còn body armor có thể là giúp cho bạn làm một cái loại áo giáp giúp cho bạn chống đỡ đạn được nhiều hơn một tí. Nhưng đối với mình thì heavy armor các bạn làm những nhiệm vụ khó, hoặc là bạn gặp những thằng mà cầm súng bá đạo á thì nó bắn một cái cũng bay hết body armor, cho nên cũng không cần thiết cho lắm. Còn máu thì máu các bạn level, nếu các bạn nào đang ở level thấp thì máu nó sẽ không cao cho lắm, cho nên các bạn cần kiểu như các bạn nếu mất máu các bạn hãy lôi bánh này nọ ra ăn cho nó tăng máu trở lại, thì đó là cách duy nhất thôi. Còn thì nếu các bạn thấy là các bạn có thể đi mua máu, body armor, máu ở các tiệm shop nhỏ nhỏ xung quanh, miễn là là shop thì các bạn có thể mua. Ngoài ra thì cái nếu bạn nào quyết định mua shop xong rồi các bạn có thể đánh cái đầu thằng đó để cho kiểu như cướp tiền của thằng đó luôn. Sau khi cướp tiền xong thì các bạn có thể tẩu thoát bằng cách vô Los Santos Custom hồi nãy như mình đã chỉ. Ngoài ra thì còn body armor thì các bạn có thể mua ở tiệm súng, đúng rồi, súng. Thì cũng không khá là mát cho lắm. Mua càng nhiều càng tốt nếu các bạn đang tính làm heist. Ngoài ra một cái số vấn đề khác này mình muốn nói đó chính là về trẻ trâu trên GTA Online. Thì mình không nói về số đông, nhưng mà thực chất là GTA Online sẽ có trẻ trâu, sẽ có, đảm bảo luôn. Thì trẻ trâu không bằng cách này thì sẽ có theo cách khác. Thì nhiều lúc các bạn đang chơi bình thường, nó cũng sẽ lại nó gây sự với bạn, nó giết bạn, cố tình với bạn bằng mọi cách, kiểu như chỉ để cho vui thôi. Thì trong cái những trường hợp như thế đó, các bạn nên vào passive mode thì nó sẽ an toàn nhất. Vào passive mode giúp cho bạn kiểu như các bạn sẽ không bị làm phiền bởi những đứa khác bằng cách tụi nó giết mình. Thì khi bạn đã một khi đã vào passive mode, các bạn không thể rút súng ra, cũng như là nó cũng không thể giết được bạn, tại vì các bạn đã hoàn toàn kiểu như vô hình. Chỉ có điều là bạn còn xuất hiện trong phòng mà thôi, chứ không, cả hai bên đều không thể làm gì nhau hết. Thì đây là một cách dễ nhất dành cho các bạn nào chỉ muốn làm nhiệm vụ chứ không kiểu như là muốn gây chiến cho lắm. Thì đối với những trẻ trâu thì mình một lời khuyên khác đó chính là không nên tin ai cả. Tại trong rất khá là nhiều trường hợp là mình chỉ lại muốn chạy lại chào hỏi thôi, còn tụi nó là chỉ muốn nói chuyện bằng súng. Thì thực chất là mình không hề bắn tụi nó vào nó, chỉ mình chỉ muốn kiểu như làm quen này nọ. Thì tụi nó rút súng ra sau nhiều lần bị như vậy thì mình phát hiện ra là mình không nên tin đứa nào hết, tại vì tụi nó không biết lúc nào nó sẽ bắn mình đâu. Một cái trường hợp khác nữa đó chính là sau khi mình làm hai phụ một đám kia thì vừa mới xong hai vừa mới bước ra thì tụi nó cầm súng nã mình đằng sau lưng, đúng là quân tử nằm sau lưng không à. Thì trong những trường hợp đó thì các bạn nên chỉnh vào basic mode nếu các bạn không vững tay. Còn nếu các bạn nào kiểu như bố léo sợ, kiểu như chấp hết này nọ, thì có thể rút súng ra bắn độ chung với nó, hoặc mời team deathmatch hoặc là deathmatch chung với nó thôi, không việc gì phải xoắn cả. Nếu các bạn nào vững tay bắn súng, có nhiều súng đạn, xe cộ này nọ, thì cứ nhào vô một quất giữa đường phố luôn,
Deathmatch mà, thì khá là dễ thôi. Và một lời khuyên cuối cho cái tập này đó chính là về vấn đề tiền. Thì có lẽ như các bạn nào cũng biết là vào game nó cho khá là nhiều tiền, và các bạn muốn biết cách nào để giữ nó an toàn nhất thì các bạn nên bỏ nó tất cả vào tiền trong nhà băng. Tại vì tiền mặt các bạn đang cầm trên tay với tiền nhà băng nó khác nhau hoàn toàn. Đối với những cách mà chi trả trong game hiện nay thì các bạn có thể chi trả bằng tiền nhà băng, nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu các bạn cũng có thể trả bằng tiền mặt, tuy nhiên trong những trường hợp các bạn đi ra ngoài đường hoặc các bạn bị giết hay này nọ, bị cái gì đó, thì các bạn sẽ bị mất tiền dần dần nếu như các bạn để nó ngoài. Thì cứ mỗi lần chết hay gì đó các bạn sẽ mất vài ngàn vậy, cho nên các bạn sẽ dẫn đến cái thói quen là các bạn khó tiết kiệm hơn để có thể trở thành đại gia hay cái gì đó. Thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn khi bạn bỏ hết những tiền mà mình đang có trên tay vào trong nhà băng, và nhà băng nó sẽ giữ cho bạn, các bạn sẽ không mất tiền nữa cho mỗi lần các bạn chết hay các bạn bị cái gì đó. Thì đồng thời các bạn có thể sử dụng tiền trong nhà băng một cách dễ dàng bằng cách cái, nếu bạn chi trả một cái thứ gì đó như tiền súng, tiền đạn, tiền xe, tiền gì đó vân vân, nó sẽ tự động rút tiền trong nhà băng ra và nó sử dụng luôn, chứ đó không có cần phải này nọ chuyển qua lại nữa. Ngoài ra thì cái đối với cái tài khoản ngân hàng này nó liên kết với cái nhân vật thứ hai của bạn luôn. Ví dụ như cái nhân vật đầu tiên các bạn kiếm được khoảng 500.000 đi, thì khi các bạn bỏ nó vào cái ngân hàng, thì khi các bạn chuyển qua swap character, tức là chuyển sang nhân vật mới, thì cái nhân vật mới đó có thể sử dụng cái tiền mà bạn đã kiếm được từ cái nhân vật ban đầu luôn. Các bạn không cần phải cày lại hoặc là các bạn phải làm gì đó nữa để kiếm thêm tiền, các bạn có thể sử dụng hết. Và cuối cùng là mình xin dừng video clip ngay tại đây. Mình nãy giờ mình nói khá là nhiều rồi. Thì mình luôn luôn trên một cái Facebook group có tên là GTA Online Vietnamese. Và nếu như các bạn nào muốn tham gia và đặt thêm nhiều câu hỏi cho mình thì mình sẽ trả lời ngay trong group đó. Mình sẽ để link trong phần description phía dưới. Và các bạn nào có hứng thú muốn tham gia cùng chung với team của mình hoặc trao đổi thông tin thì các bạn có thể tham gia vào group của mình. Mình sẽ để link trong phần phía dưới như mình đã nói hồi nãy. Và nếu các bạn nào thấy hay thì cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn đã xem qua và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể với một cái tập highs mới và một cái video clip hướng dẫn cụ thể hơn, hay hơn. Và mình sẽ rất là cảm kích nếu các bạn nào cho mình biết ý kiến và về suy nghĩ với các bạn về video clip này, và mình sẽ cố gắng cải thiện hơn vào những cái video lần sau nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem qua.